Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Như tiêu đề khá lâu về trước, mình có làm video giới thiệu một con tép của con 2000C hoặc cái con 2000 tép vuông. Nhưng do em cũng chưa làm video test chất âm của nó, cũng là một sự sơ suất của em. Hôm nay em làm cái video này để em test chất âm của nó. Hôm nay em chỉ test một chiếc thôi, không đấu một đôi. Mọi người nghe để đánh giá chất âm của nó, thật sự của nó là thế nào. Và em sẽ bật một đoạn nhạc bạn lên để mà nghe xem con tép này nó đánh thế nào, để các bà con cùng nghe và đánh giá. Em bật đoạn nhạc lên. Em vừa test qua đoạn nhạc mạng, bà con các bác cùng nghe và đánh giá. Em xin phép dừng cái video test này ở đây. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Huấn Audio.